Rau má bà con, ai mà không biết rau má bà con. Rau má nó là rất là rẻ tiền, mà nó rất là hiền, nó rất là tốt. Bởi vì ăn rau má là rau tốt nhất trong tất cả các loại rau. Rau má là tốt nhất. Nhưng mà có một số người không ăn được rau má. Chứ không phải ai cũng ăn được nha bà con. Không ăn được là người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ có thai, đang nuôi bé, cho con bú, sảy thai. Đó là những người không nên ăn. Bởi vì ăn rau má vào nó rất là có hại cho sức khỏe đó, và bệnh càng ngày càng xấu đi. Đó là người có bệnh tiểu đường, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con em bé, đang cho con bú đó. Cho con bú hay là sảy thai thì không nên ăn. Rau má nó tốt cho sức khỏe là gì? Nó làm cho tiêu nhiệt, dưỡng âm, giải độc, viêm họng, amidan, giải ngộ độc thực phẩm, bệnh ngồi da, hỗ trợ cải thiện tim mạch, hỗ trợ hệ thần kinh, an thần, cảm lạnh, ho. Tốt không bà con? Quá tốt ha. Cho nên á, là những người không ăn, không uống, không ăn, không uống là nhớ nhưng không nguy hiểm nha bà con. Phụ nữ có thai, tiểu đường, đang mong muốn cho con bú, sảy thai. Còn ăn tốt á, là uống tốt á, là 1 ly 40 gram, không quá 1 tháng thì nghỉ nửa tháng. Coi như 2 ngày là phải nghỉ 1 ngày, 2 ngày là nghỉ 1 ngày. Ta không ăn rau má, không uống rau má, trẻ em, người lớn tuổi, người say rượu, uống thuốc chống đông máu, xương khớp, tay chân, nặng, hôi miệng. Đó, cố gắng nha bà con, cố gắng để cho tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.